ca làm gì mà hét lớn thế nhở? Cái gì nhở? Đại ca đang úp mì. Chết, chắc bị đổ nước sôi vào tay. Không, chắc là mạnh tay quá làm đứt mấy sợi mì. Ở đây đấy, từ từ xem cho nốt đã. Cẩn thận dao kìa. Ui, lại còn rửa dao. Phải dao. Phải này. Ôi, đứa chết rồi mình. Trời ơi, đại ca đi xem. Rồi tưởng gì hóa ra gì tường. Tường. Bác. Cạo luôn ở cuối cho nó máu. Lắm. Mắn. May. Lắm mắn may bạn. Bạn may mắn lắm. Đấy cả. Ôi thế là trúng thưởng rồi ạ. Thế bọn mình đi ăn khao nhờ. Ăn khao ở hàng nào hả đại ca? Em thì em mơ ước được ăn lẩu ếch Singapore. Ờ đúng rồi. Ờ ăn lẩu ếch làm gì? Ăn ếch vào để nhảy tưng 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 lên à? Ờ đúng rồi. Chính ra ấy, anh mua luôn một cái máy PS3 về cả phòng mình chơi chung. Ờ đúng rồi. Đại ca toàn mấy thứ vớ vẩn. Anh em mình lên ba với các em xinh đẹp đê. Ờ đúng rồi. Đây anh có chữ vẩn à? Vớ vẩn. Còn một chữ chưa cạo đây này. Mà các cô các cậu có chịu ăn mì cả tháng như tôi để có thể cao không? Đông mất cả thiêng. Thế đại ca cao nốt đi. Chưa. Ừ. Bạn chưa may mắn lắm. Lại. Các cô các cậu định trốn đi đâu? À bọn em quay trở lại làm việc. Ôi còn nhiều ý tưởng chưa làm xong nhỉ? Còn bao nhiêu thứ chưa làm xong, chưa làm xong. Lúc người ta ép quảng thì lao vào đòi chia, xong thấy anh vừa xa cơ một cái là trốn biệt. Anh buồn lắm. Thôi đại ca đừng có buồn. Thua gói này các bạn gói khác. Nhưng anh ăn 3 thùng mì rồi mà chưa trúng một cái gì cả. Bây giờ bọn em phải làm thế nào để cho đại ca thoải mái? Có một cách. Cách gì em chắc chắn giúp. Từ hôm nay mỗi em sẽ mua một thùng mì để ăn. Tao đưa cho anh. Tại ra. Ờ đúng rồi, đại tôi. Mọi người này, anh Quyết đại ca bằng từng đấy tuổi rồi mà cứ ngây to với cả tin ý nhở. Ai lại tin vào mấy cái thẻ cào trúng thưởng đấy. Này, có khi ông Quyết bây giờ đang xếp mì tôm thành giường để mà ngủ rồi đấy. Ăn mì tôm nhiều quá đấy, có nhớ được đâu, có khôn ra được đâu. Không được ăn mì tôm nhiều nhá. Ừ, có cho em cũng chả thèm. Mà giải thưởng gì chứ, quà tặng gì chứ. Toàn những cái trò hoang đường ở đâu ra. Tự nhiên làm nhóm mình mỗi người oan mất tiền mua một thùng mì. Chị chả tiếc tiền mua mì. Chị cứ mua tặng ông một thùng để đấy. Cái giá ông phải trả là mặt sẽ nổi đầy mụn lên. Trông xấu xí lắm. Hay là mình mua luôn thẻ cao. Thế là chúng ta đỡ phải ăn mì tôm và cũng đỡ phải mua mì tôm. Mua được hả anh? Mua ở đâu hả? Lớp anh có cô bạn nhà bán mì. Bây giờ mình chỉ cần dùng nam nhân kế là sẽ có được 40 cái thẻ cào ngay. Ngày nào mà nhà cấp ta chả bán được 100 gói mì. Anh Trung. Anh Trung ơi. Hả? Anh đang làm gì ấy? Có nghe thấy ý tưởng của anh Phan không? Anh đang cố cày game. Nếu anh mà thắng cái giải này nhá, anh thừa tiền để mua 4 thùng mì cho cả nhóm mình luôn. Ui, game á, trúng thưởng, có tiền. Ừ. Em có chơi được không ạ? Ai chả chơi được, vấn đề là phải có cái này, cái thái dương này này. Và thật là nhiều iốt. Thừa iốt. Yeah, yeah. Đấy, đúng rồi, em dẫn sang trái đi. Ở kia, bên trái cơ mà. Em nhầm. Đấy, sao phải. Tiến lên. Tiến lên, tiến lên. Xong xong rồi, xong xong rồi. Xong. Em chiến thắng rồi đấy, trách mèo đi. Bạn đã chiến thắng. Hãy chờ đợi phần thưởng của ta tài trợ. Ui, anh thắng à? Chị ơi. Giỏi thế. Này, ông thật là giỏi đấy. Nhưng mà trò còn giỏi hơn thầy. Anh biết phần thưởng là gì nhỉ? Theo chị thì nó sẽ là...
Mọi người thấy chưa? Chuẩn luôn, rất hợp với Nana. Quá vớ vẩn, không được. Theo tôi ấy, thì nó phải... Nana, cô đi muộn 2 phút, tội của cô là phải phạt tiền chặn. Phải là tiền to nữa. Từ đâu đến đấy? Ở đâu còn lâu mới nói. Nana ơi, hôm nay anh không phạt em nữa đâu. Chỉ hôm nay thôi á? Cả ngày mai nữa. Sếp ạ, chết mà vì thiếu hiểu biết ý thì là cái chết phải gen triết. Nana, em thấy thế hoành tráng không? Thế thì bạo lực quá. Em thì em thích... Thì em phải mơ cho một hộp quà có hai hot boy chứ. Ừ, hai cho hot boy á. Em làm sao mà kham nổi. Yêu dẫn ra nổi. Một cho chị, một cho em. Hai người ấy kỷ thế. Nana, em phải mơ hẳn một cái container, trong đó có hai hot boy cho em và cho phù thủy. Số còn lại là hot girl cho anh. Ông mới là đồ ấy kỷ. Tại sao lại cho cả tôi chứ? Ông có mơ đâu ông đòi. Thế ông có mơ đâu Nana mơ chứ. Thả không có quà còn hơn. Tự nhiên bây giờ chưa có quà mà đã lãng hết cả lên rồi. Được chưa? Nana ơi, em có quà gửi dưới lễ tân này. Giải thưởng từ cuộc thi game của em đấy. Tuyệt quá. Xem nào. Nhìn này. Cái trò vớ vẩn ở trên mạng có khác. Ôi nhìn quà kìa, đôi giày trông như đi từ bãi rác về. Bà thân bà, đây là mốt đấy. Giày này là mốt những năm đầu của thế kỷ trước ấy. Ôi, bà giày second hand không ạ? Em không thể chấp nhận món quà như này được. Em tặng chị Linh. Tặng chị. Này này, định hồn triệu bán giày đấy à? Đại ca, là quà tặng đại ca. Ôi giày tặng anh. Giày à? Ừ, mày quá. Hôm trước sang nhà thằng bạn chơi, tự dưng lại bị mất một chiếc giày. Bây giờ lại có đôi giày mà... À, anh lại vừa đi mua một chiếc giày khác để ghép vào chiếc giày cũ thành một đôi giày để đi rồi. Thôi, anh trả này. Anh trả này. Anh trả này. Đừng đưa chị. Chị có cách này để một trong số chúng ta phải nhận món quà. Thằng trai đi rồi. Hả? Ai? Ai? Thế này biết tính nào? Hả? Là chú. Chú này em nhắc các cháu xuống để gọn cái xe vào. Để cái chân nhanh giữa cái lối đi thì ai đi lại nào được. Chú ơi, bọn cháu có món quà tặng chú ạ. Cảm ơn nhé. Tụi này vớ va vớ vẩn thật. Cho mình những cái đôi giày nó vừa to vừa cũ mà còn rộng. Đi làm sao mà vừa. À, này cô. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Em chào bác. Có cái đôi giày cho cô. Em có bán được hoặc người nhà có dùng gì đâu. Em cảm ơn bác.
Trời ơi, tiếc thế. Nana, chiến game tiếp không? Không. Alo. Vâng, tôi nhận giải thưởng rồi. Mà giải thưởng gì mà giày xấu vừa cũ vừa thối vừa bốc mùi. Ăn đi được. Cái gì quá? Phải lấy cái thẻ trong giày đi nhận tiền mặt 5 triệu ấy à? 5 triệu đâu? Giày đâu rồi? Giày đâu? Giày đâu? Giày đâu rồi? Đâu rồi? Bảo vệ. Cái đôi giày bọn cháu đưa cho chú đâu rồi ạ? À? Ờ thì chú cho bà đồng nát rồi. Khó quá, đi cũng vừa được đâu. Cô ấy đi đường nào ạ? Vừa mới chạy ạ. Đi rồi. Cô ơi. Cái đôi giày bác bảo vệ bọn cháu đâu rồi ạ? Đây rồi. Đôi giày rách này á? Vâng. Còn không, em xem còn không. Đúng là cái nụ hâm. Cái đôi giày rách ấy cô mà ma nó mua ấy. May mà mình còn giữ lại được đôi dép.